Thì công trình này ngày hôm nay mình mới chia sẻ các bạn một chút, đó là hạng mục mái dèm sảnh. Đấy, các bạn nhìn thấy mạng mục mái dèm sảnh ở dưới tầng dưới các bạn nhé. Thì mái dèm sảnh này ở đây mình muốn chia sẻ các bạn là chúng ta phải tính toán cái độ cao, độ cao tường như thế nào để chúng ta có một cái mái ngói đẹp nhất cũng như cái hệ thống tường lan can là đẹp nhất các bạn nhé. Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay công ty cổ phần xây dựng Vinroof đang có mặt tại căn biệt thự 2 tầng mái Nhật của chú Thắng tại phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thì công trình này công trình 2 tầng mái Nhật có một mái ngói dự kiến hoàn thiện ở 190m2 và bên mình đang cố gắng thi công hoàn thiện cho chú trong thời gian ngắn nhất có thể. Thì công trình này công trình mà bên mình đã cung cấp hệ khung kèo thân mang thương hiệu Việt Phúc màu xanh ở đây. Đó. Và lại gói sử dụng công trình là ngói đất nung tráng men có thương hiệu Oprah Huy ở phân khúc trung cấp. Rồi, hiện tại mình đang đứng ở sảnh tầng 2, khu vực ban công và giàn hoa đây. Đấy, các bạn nhìn đây, đây là hạng mục mái trên các bạn nhé. Mái trên là anh em mình đang triển khai úp bò đây. Đấy, thì công trình này công trình mà bên mình rất là may mắn khi gia chủ đã ra cho cung cấp vật tư khung kèo cũng như nhân công nhựa khung, nhân công lợp ngoái hoàn thiện với sản phẩm thép nhẹ mang thương hiệu Vetroof ở đây. Đó, và thương hiệu Vetroof các bạn nhé. Đây là sản phẩm thép màu xanh AZ100. Đấy, thì công trình này là công trình mà bên mình nó gồm có hạng mục chính là mái chính ở đây và hạng mục mái dèm sảnh chạy quanh nhà. Đấy, thì hạng mục mái dèm sảnh chạy quanh nhà thì sẽ gồm có hai cái phần các bạn ạ. Một phần đó là gì? Chạy xung quanh ở phía giáp các mặt tường. Đây, ví dụ như bên đây. Đấy, các bạn nhìn đây. Đấy, mái dèm. Và hạng mục thứ hai là hạng mục phía sảnh này. Và hạng mục phía sảnh này thì gia chủ sẽ lắp đặt hệ thống kính cường lực hoặc là cái lan can bằng sắt nghệ thuật các bạn nhé. Lan can sắt nghệ thuật hoặc là dạng cao cấp hơn, đó là chúng ta sẽ sử dụng dạng nhôm đúc. Thì bên mình cũng chưa nói chuyện, chưa trao đổi với chú để có thể biết chính xác là chú dùng kính hay là sắt nghệ thuật hay là nhôm đúc. Tuy nhiên ở đây mình muốn chia sẻ các bạn một chút, đó là gì? Cái phần cổ tường của cái phần lan can này thì ta lên xây cao lên bao nhiêu là hợp lý. Đấy, thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ một chút là gì? Khi chúng ta tính toán đến cổ tường cao lên thì chúng ta phải tính đến một là yếu tố chúng ta lát nền hoàn thiện cái sân này. Đấy, lát nền hoàn thiện cái sân này. Thì theo quan điểm của bên mình thì khi mà đến cốt hoàn thiện không không, tức là cả lát cả gạch rồi, thì chúng ta cái phần tường này nó vẫn phải cao hơn so với cốt này ít nhất là tầm 15 đến 20 phân thì là hợp lý nhé. Tại sao là như vậy? Vì nó sẽ ngăn cái hiện tượng, ví dụ khi chúng ta cọ rửa cái sàn này, cọ rửa trời nắng nắng nhé, chúng ta cọ rửa vệ sinh cái sàn này thì cái phần văng, cái phần nước nó không té, không tạt xuống bên kia. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là chúng ta phải cân đối, ngoài yếu tố là cân đối giữa cái độ cao, trên cao giữa cái sàn bên cái đỉnh tường với cái phần sàn này, thì chúng ta phải cân đối cả yếu tố mái ngói bên ngoài nữa. Thì đây là cái phần rèm bên ngoài này. Cái phần rèm này là đã được gia chủ đổ hạ cốt rồi. Đây, các bạn nhìn sàn trên nó như này, sàn dưới nó lệch, nó chênh nhau khoảng độ tầm 25-30 phân gì đấy. Đấy. Thì khi chúng ta tính toán thì chúng ta phải tính toán là cái độ cao đỉnh tường này làm sao để nó phù hợp. Đấy, thì với công trình như này thì bên mình đây, hiện tại mình sẽ đo cụ thể cho các bạn nhìn thấy luôn nhé các bạn nha. Đấy, thì đây là đâm thị trường rồi này. Đấy, và cái phần văng này đang rộng là 70 phân. Đấy, với phần văng rộng 70 phân, nếu như chúng ta làm theo độ dốc mà ở đây độ dốc tự nhiên, đó là gì? Độ dốc chúng ta sẽ phải lựa chọn đồng dốc với mái chính này các bạn. Đồng dốc với mái chính thế này. Thì với độ dốc mái chính này em mình đang làm là 35 độ. Thì với cái độ dốc 70 phân như thế này thì cái độ cao của cái phần mái ngói, à cái phần đỉnh kèo này, cái phần độ cao của phần đỉnh kèo này. Đấy, nó sẽ phải cao hơn so với mép các ngói ở đây ít nhất khoảng độ tầm 49 phân, tức là chúng ta lấy công thức là 70 nhân tan 35 thì là sẽ phải cao 49 phân, tức là mình làm tròn thành 50 phân đi.
Và với 50 phân như thế này mà chúng ta cộng với thân mè, thân ngói nữa là 8 phân nữa, thì như vậy chúng ta phải cao 58 phân, tức là phần cổ tường này ít nhất là cao tới 60 phân so với lại cái mép gác ngói này. Trong khi đó thực tế ở đây chúng ta làm chúng ta chỉ có cao có 40 phân thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Chưa đầy 40 phân. Thì với cái phương án như này thì anh em bên mình đã không thể làm, chúng ta làm cái phần này gọi rất là thấp, thấp hơn so với dự kiến khoảng tầm gần 20 phân, 22 phân gì đấy. Thế thì bắt buộc bên mình phải dìm cái độ dốc của cái mái sảnh này xuống các bạn ạ. Thì hiện tại là bên mình đo được 40 phân, thì do đó cái phần đỉnh kèo này, cho đỉnh kèo đỡ ở dưới này nó phải cao tầm 35 phân thôi. Đấy, thực ra chưa được 35 phân đấy, nó chỉ rơi vào tầm 30 phân thôi. Đấy, với 30 phân như này thì lúc này anh em mình đã phải thay đổi độ dốc, tức là độ dốc mái này đang làm là 27 độ. Ứng với bề rộng là 70 phân thì độ cao thân ngói, đỉnh ngói là rơi vào tầm 35 phân. Thì 35 phân thì thấp hơn cái thằng này. Đây các bạn, khi làm hoàn thiện nó sẽ như thế này. Đấy. Câu chuyện là khi làm hoàn thiện nó sẽ như thế này. Đấy. Với bề rộng 70 phân này thì lúc này chúng ta sẽ làm là thành 3 hàng ngói các bạn nhé. 2 hàng ngói rưỡi là chính xác hơn. Đây, 80 phân thì sẽ là tương đối được 3 hàng nguyên, thế còn với cái độ rộng 70 phân như này thì chúng ta sẽ lập được 2 hàng rưỡi. Đây là một hàng này, 2 hàng nguyên này, và đây là một hàng lẻ này. Đấy. Và cái độ cao thân ngói này các bạn nhìn này, độ cao tường gần như bằng sấp xỉ luôn. Vì ở đỉnh kèo bên mình đã là 30 phân rồi, thì cộng cả thanh nito này nữa, cộng cả thân ngói nữa thì nó sẽ cao lên tầm 40 phân. Thì vừa ship với cái phần thân tường này. Thì đây là mình muốn làm một cái video này, mình muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể nghiên cứu khi chúng ta làm cái phần tường ban công này. Trước nhất chúng ta phải so sánh với cốt hoàn thiện bên trong. Cái thứ hai nữa là phải so sánh với cả phần mái ngói bên ngoài để làm sao cân đối hài hòa và hợp lý. Thì ứng với độ rộng 70 phân, độ cao mái phải là 50 phân và cái phần đỉnh tường này ít nhất phải cao 60 phân thì mới là chính xác và hợp lý nhất. Và làm sao cho độ dốc của cái phần mái diềm này phải tương đồng với độ dốc của mái chính bên trên này. Đó. Đó chính là cái vấn đề mình muốn chia sẻ. Thế còn trong trường hợp ngày hôm nay với công trình này thì bên mình đã không thể làm được, ví dụ cái phần tường này chú chốt độ cao như này rồi. Đấy, cao có 40 phân so với bác nói thôi, thì độ dốc thay vì 35 anh em bên mình đang làm là 27 độ thôi. Thì đây là một dẫn chứng rất là sinh động, cụ thể và thực tế để chúng ta có thể là nghiên cứu áp dụng cho những ngôi nhà sau các bạn nhé.